Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào. Xin kính chào quý ông bà, cô dì, quý anh chị và các bạn. Truyền thông Thành Võ xin tiếp tục điểm tin các hoạt động tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nơi các thầy, con của cha đang làm việc. Hôm nay đã là ngày 17 tháng 1 năm 2024, nhằm mùng 7 tháng Chạp và là thứ tư. Cũng đã gần Tết mà trong mấy ngày qua bỗng dưng có nhiều bệnh nhân mới đến đăng ký xin hỗ trợ điều trị ung thư, mà đặc biệt là người ở ngoài nước tìm đến. Các thầy, khi hỏi tại sao biết nơi này, họ trả lời rằng cũng xem trên kênh YouTube và tìm hiểu phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, cách thực hiện các phác đồ điều trị ung thư của cha Pero Nguyễn Văn Tường. Họ đã thật sự tin tưởng vào các thầy và là con của cha Pero Nguyễn Văn Tường, bằng việc họ xem nhiều video trước đây. Vào năm 2019, cha Pero Nguyễn Văn Tường đã chủ trì nhiều buổi của bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị của cha và đã khỏi bệnh ung thư hay căn bệnh u nang ác tính, đã hành hạ thân xác. Sau đó họ đã hết bệnh và trở về với gia đình một cách ngoạn mục. Họ đã nói rằng họ xem được nhiều trường hợp bệnh nhân khỏi bệnh mà xem như một câu chuyện thần thoại, thật hoang đường, không tin được. Nhưng đó lại là sự thật. Điển hình, họ cho biết có một bệnh nhân tên Trương Trung Hạnh ở tỉnh Sóc Trăng, đã 80 tuổi. Đặc điểm của cụ có một bộ râu dài, tướng người cũng khá thánh thiện. Cụ xin đăng ký hỗ trợ điều trị bệnh ung thư vào giữa tháng 5 năm 2019. Sau khi hoàn thành phác đồ điều trị của cha Pero Nguyễn Văn Tường được 72 ngày, cụ đã thoát khỏi tử thần và được ra viện trong niềm vui vỡ òa của cụ cùng gia đình, người thân. Cụ Hạnh như đã sống lại một lần nữa, vui cùng con cháu trong gia đình. Cụ Hạnh đã chân thành biết ơn cha Pero Nguyễn Văn Tường và các thầy tại phòng khám, đồng thời cảm tạ các thầy để mong các thầy ngày càng giỏi hơn để cứu nhiều bệnh nhân giống như cụ vậy. Được biết, ngày nhận bệnh, cụ Trương Trung Hạnh ở Sóc Trăng, 80 tuổi, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tấn chẩn đoán có kết quả là ung thư trực tràng, trĩ nội độ 3. Các bác sĩ đã báo hung tin cho ông Hạnh và gia đình biết ông sống không quá 2 tuần. Nghe các bác sĩ báo tin mà ông Hạnh rã rời, gia đình thì tất bật chăm lo hậu sự cho ông Hạnh.
Còn ông? Để tranh thủ thời gian 2 tuần chuẩn bị ra đi về với Chúa, ông Hạnh đã đi gặp gỡ để chia tay các bạn bè, người thân, dòng họ bên nội ngoại, vĩnh biệt các con cháu trong gia đình. Những ngày như thế là nỗi ám ảnh của ông Hạnh suốt cả cuộc đời, và dư âm này tồn tại cho đến ngày nay. Chúng ta nghe qua câu chuyện của ông Hạnh cũng rất là cảm động. Thế nhưng, một luồng ánh sáng đã lóe lên trong cuộc đời của ông Hạnh. Lần chia tay đến giữa tuần thứ hai, ông Hạnh đã gặp một người và khuyên ông hãy tìm đến cha Pêrô Nguyễn Văn Tường. Từ lúc được hay thông tin này, ông Hạnh đã tìm hiểu rất kỹ trên kênh YouTube và các phác đồ phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, và quyết định chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, đồng thời hạ quyết tâm tìm đến cha cùng các thầy, rồi nghiêm túc chấp hành các phác đồ điều trị của cha ở nội trú tại phòng khám lúc đó là điểm chữ thập đỏ của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sau 72 ngày, ông Hạnh đã bình phục trở lại, khối u từ 11 mm giảm còn 0,5 mm, kiểm tra các chỉ số ung thư đều giảm đáng kể, trong ngưỡng an toàn, và được ra viện về đoàn tụ với gia đình. Sở dĩ truyền thông đưa thông điệp này là ý của các thầy. Tại phòng khám, cha Tường yêu thương cho không, nhằm mục đích động viên các bệnh nhân với người nuôi bệnh phải thể hiện tâm huyết của mình để chống lại cái ác ở trên đời. Ngay cả căn bệnh ung thư quái ác, chúng ta còn chiến đấu triệt tiêu được thì không có điều gì khó khăn làm cản trở bước chân để thực hiện chủ trương của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường: ăn cây cỏ mang hạt giống, yêu thương cho không, hay ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Đối với bệnh nhân mới, khi phát hiện bệnh, từ kết quả của các bệnh viện, hãy tìm đến các thầy tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không, nơi các thầy đang làm việc. Ở nơi đó có các thầy con của cha đã dâng lời cha chủ yếu là đi cứu người, đồng thời thể hiện tình yêu thương Chúa, yêu thương con người với tình yêu bao ra la rộng lớn, không bến bờ, cộng với tâm huyết của bệnh nhân và bệnh nhân, cách giữ gìn phác đồ của cha, dâng lời khuyên của các thầy. Đồng thời, hàng ngày phải cầu nguyện với Đức Chúa, thì chắc chắn tất cả các bệnh tật đều qua mau. Thưa chú, xin chú cho biết họ tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân và bệnh gì vậy? Chào thầy, tôi là Đỗ Văn Minh, sinh năm 1959, sinh quán ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tôi bị bệnh ung thư tỵ. Tôi đến đây là coi như là được 3 tháng 15 ngày. Thì tôi khám, tái khám là 2 tháng thì khám rồi. Hôm nay nữa là coi như là thầy cho ngày mai là coi như là tôi lại đi khám lần tiếp lần nữa. Thì trong cái quá trình tôi ở đây, trước là cha còn sống, cha mất rồi, còn lại các thầy rất chăm lo cho trước là người bệnh nhân cũng như tôi. Đến hôm nay là coi như thấy người tôi rất khỏe, nhưng mà còn khám của ngày mai nữa. Thì trong cái pháp đồ coi như các thầy đã coi như là chăm lo cho tất cả coi như là người bệnh nhân cũng như tôi. Coi như tôi thấy là coi như người chiều hướng khỏe, uống thuốc coi như ngày 3 lần, ăn cháo ngày cũng 3 lần. Giờ này lúc này xin trước là thầy coi như là ngày mai cho tôi đi khám. Chú đến đây là chú biết qua cái như thế nào, chú biết như thế nào mới đến đây? Đến đây là coi như là mở mang nghe thấy trước là coi như là cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, cha coi như là nói ở trên mạng, để coi như là được nghe thấy cha nói coi như là về coi như là ăn cháo nano, uống uống thảo dược, mà coi như ăn
trái cây và coi như là hoa hoa quả, thì coi như là thấy coi như là hay quá, thì coi như là tôi coi như là xuống trước mấy cha còn sống cũng như các thầy đây, các thầy coi như là chăm lo cho coi như người bệnh nhân cũng trước là tôi cũng sau như coi như các bệnh nhân khác. Tôi thấy hiểu chiều hướng giờ này lúc này tôi rất đó là khỏe. Tôi xin thầy ngày mai tôi lại đi khám tiếp. Xin chú cho biết là cái nói chung là cái phác đồ mà cha đưa được, cha với các thầy đưa ra là mình thấy dễ không, dễ dàng để giữ gìn không? Dễ lắm ạ. Thưa thầy là rất rõ là dễ, bởi vì coi như là chỉ có là coi như là ăn cháo ngày 3 lần là coi như ăn cháo, mà coi như là uống là thuốc cũng là 3 lần, mỗi một lần ăn cháo lại một lần uống thuốc, trong đó là coi như ăn kèm coi như là hoa quả trái cây, nói chung là coi như là rất rõ là dễ trong các pháp đồ của cha ấy. Với lại các thầy coi như là để cho coi như người bệnh nhân như tôi coi như cảm thấy giờ này lúc này là coi như là rất rõ là khỏe mà tự tin lắm rồi. Năm mới chú có chúc các thầy với các bệnh nhân ở đây như thế nào? Năm mới chúc các thầy năm mới coi như là một năm mới coi an khang mà thịnh vượng, xin thánh cả du xe Đức Mẹ Maria che chở gìn giữ các thầy coi bên cạnh các thầy, cho các thầy có một sức khỏe phi thường để nối dõi theo bước chân của cha, là cho các bệnh nhân tôi cũng như các người khác được coi như là ai đến cũng được coi như cha về coi như là đều khỏe mạnh. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn chú. Thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại các công trình của cha Vero Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ của cha thật sự hết bệnh để đón Tết với gia đình, người thân. Để các công trình phục dựng phòng khám thêm khang trang và lâu bền, con thay mặt các thầy kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Vero Nguyễn Văn Tường đã dạy, như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin tạm biệt.